Chào anh em nhé. Hôm nay có một số cái sản phẩm mới về. Có Ngọc Phục Bảo này, một số cái hàng để quay cho chị xem nhé. Một cái hàng mà đồng chí bạn tôi ở bên nước ngoài vừa mới chuyển về. Tôi quay chị xem hôm nay thì là Ngọc Phục Bảo rất là nhiều. Chúng ta xem thử những sản phẩm này hôm nay thế nào nhé. Một số cái viên hàng đen, sapphire đen vừa mới chuyển về văn phòng. Một số viên cắt mới. Những viên này thì chưa thực sự hoàn hảo hẳn. Chúng ta có thêm một cặp hàng ruby, viên này quá nhiệt rồi nhé. Nhìn rất là đỏ, tươi luôn, căng mọng luôn. Khoảng hơn 10k một viên. Thì rất là đẹp. Một cái loại. Rồi, chính ngày hôm nay thì tôi có một cục bảo ở đây, khá là nhiều viên hay ho đấy. Bộ này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1k đến 2k một viên đấy anh chị nhé. Rất nhiều viên hay, ví dụ lấy ra một viên đây cho anh chị xem này. Ngọc Lục Bảo thì chúng ta chấp nhận một cái việc là nó sẽ có phải rạn nứt nhé, hoặc là nó không rạn nứt thì nó đắt vô cùng. Nhưng mà những viên như này nó đã đẹp. Theo quan điểm của tôi là cũng khá. Cái kích khối lượng nó cũng tương đối ổn đấy anh chị. Đấy, ví dụ như cái viên này này. Nó nhỏ xinh xinh thôi, khoảng hơn ca. Đấy thì tùy theo nhu cầu cá nhân mỗi người thôi, nhưng mà theo tôi thì nó cũng sử dụng tốt. Đây là những cái hộp mà lớn nhá, tôi đến với vài hộp nhỏ cố định này. Cái lô đầu tiên là cái lô 3 viên này, tổng khối lượng chỗ này là khoảng 5k, khoảng 1,5k một viên. Màu rất ổn anh em, không muốn nói là rất đẹp. Ví dụ viên đá này là viên đá tương đối là ổn. Màu bên ngoài đẹp lắm anh em, sáng xanh nhá. Thì đặc thù của dòng Berin thì chúng ta sẽ có những cái vệt ngang. Cái đấy thì không thể tránh khỏi được anh em ạ. Chúng ta phải chấp nhận cái việc đó. Tại vì với những cái viên đá này nó rơi vào tầm khoảng 10 đến khoảng 15, 20 triệu thì chúng ta chấp nhận như thế thôi. Thế còn nếu mà chúng ta chuyển sang cái hàng một viên này nó rơi vào tầm khoảng 4-50 thì nó sẽ đẹp hơn, cũng tương đối đấy, nhưng cũng không quá nhiều đâu anh em nhá, không thể nét căng được đâu như sapphire được đâu. Đây là cái lô thứ hai đây có một viên này cũng rất là đẹp, tuy nhiên viên này bên trong nó có một chút cái bao thể tinh thể màu đen, vảy đen, nhưng mà bên ngoài thì đẹp vô cùng, sáng rực luôn. Thứ ba, hộp này thì một viên, hộp này thì không đẹp bằng hai hộp kia, nói chung là hai hộp này chất lượng là màu sắc tôi thấy là tươi nhất và khá là hay. Bên cạnh đó thì ruby của Myanmar, đây hàng này cũng có về này này, ruby Myanmar nhá, còn những viên tương đối là sáng. Những cái hàng này thì nó rơi vào tầm khoảng 4 ly quay về anh em ạ, 4 ly. Thế còn cái lô này là cái lô mà anh chị xem hôm trước nhiều rồi, tôi lấy về hàng vài trăm viên cái loại này rồi, là cũng của hàng Myanmar nhá. Đấy thì nó có một số cái hàng ở đây họ lục bảo dạng camasong. Loại này thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, nó rẻ hơn khá khá. Hàng thịt nhá, hàng này hàng mài trơn. Đó. Một số cái viên đá sapphire chẳng hạn, đây viên đá này. Chúng ta có những cái viên sapphire blue xanh. Cái này thì ta gặp nhiều rồi, người ta hay game rất nhiều rồi. Vài viên opal và viên sapphire lớn. Những viên sapphire này thì giá đây, có những cái viên ngọc được bảo rất là to. Cái này thì cũng vài trăm triệu anh em. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì những cái viên này nó sẽ chưa được đẹp hoàn hảo lắm đâu. Màu nó tương đối nhưng mà giá nó cũng không rẻ anh em ạ. Thế mình thì không chơi cái hàng này. Đây. Thì có một vài cái viên chữ nhật này. Cái này nó rất là phẳng hay là hút mặt thủy tinh. Đây những viên này cũng khá khá nhá. Chưa thực sự hoàn hảo so với đá này, không đẹp hẳn đâu, nhưng mà với
giá trị và những thứ nó đem lại và những cái vấn đề liên quan đến sản xuất thì cái này cũng rất là hiếm rồi anh em. Đây đằng sau anh chị nhìn này, nó không cân đâu nhá. Viên đá này cả trăm đấy, màu lên thì rất là hay, người nước ngoài là thích cái màu này, còn Việt Nam mình thì cứ phải có tí lửa đúng không? Cái hàng lửa thì bắt buộc nó phải nhạt hơn nhá. Rồi một vài cái sản phẩm mà giới thiệu với anh chị như vậy, còn nhiều đồ lắm nhưng mà để quay dần dần nhá. Đây loanh quanh hôm nay thì có thêm một vài cái viên, đây là của Myanmar này, này của Burma này. Hàng này thì không đẹp bằng hàng chúng ta vẫn thường dùng. Đó thì một số sản phẩm như vậy giới thiệu với anh em. Anh em cần cái gì thì cứ lên web để tìm nhá. Đây là Garnet Cam này. Hàng này ít gặp, anh chị ít gặp hàng này nhá. Garnet Cam. Những viên này là viên của Africa. Rồi. Vậy thôi, chắc là khoe sơ sơ anh em như thế, một số sản phẩm mới. Đây có những cái viên các màu sông rất là to, rất là lớn, nhưng mà theo quan điểm của tôi chưa đẹp nhá. Ok, xin chào anh em.